bơ phạch, ừ, bơ phạch. Ờ anh em ạ, nay mình còn thiếu cái này. Cái này thì cũng không phải thiếu đâu, nhưng mà đây là cái vành ngoài của cái đèn bên trong đấy. Thì hôm qua mình có gửi đi một tất cả là 6 chiếc mới lại những cái mắt của cái đèn trước ấy, là mình gửi đi cho anh ở trên Hà Nội, anh ấy mạ chrome cho bọn mình rồi. Thì hôm nay mình gửi đi rồi thiếu, thì con này mình sẽ phải lấy cái này để mình mài ở đây, mình lấy form nhé. Đấy, mình lấy form cái đèn này mọi người ạ. Đây, cái này hôm qua thì mình có bả rồi, bả xong còn ghẽ thôi, nhưng mà để mà chuẩn form nhất thì mình phải có một cái này để mình ướm mọi người ạ. Đấy, ướm để khi mình mài nó được chuẩn hơn, khi cái đồ mà mình đã mạ đấy mang về là nó khớp luôn, đỡ bị phải mài nó bị lệch ấy. Đấy, thì trong hôm nay thì công việc bọn mình sẽ phải tiếp tục vào hai cái phần hốc gió kia mọi người, và tất cả những chi tiết nào mà liên quan đến phần hốc gió cả trước lần sau và cả dưới gầm là hôm nay chúng mình sẽ phải làm tiến hành và gọn ghẽ hết mọi người. Đấy, thì cái này mình sẽ quay lại cắm trước cho anh em xem nhá. Đây nhá, qua mình đã bả gọn ghẽ rồi nhá. Đấy, hai cái này bả xong rồi, xong mình sẽ sơn màu đen rất là xịn sò luôn, hoặc là đi gửi đi nhà máy người ta nhúng carbon thôi. Đấy, đây là hai cái phần hốc gió nhá. Đây là hốc gió mình sẽ làm giá theo con gì nhỉ, Huayra PC. Thì hôm qua là Nùng đã có làm được gọn ghẽ như này rồi mọi người. Đấy, hôm nay dán ra rất là dày dặn rồi nhá, cứng cáp. Thì hôm nay là chắc là theo phương án này sẽ cắt cái đoạn này đi gọn kẹo, không bắt đầu là dán thẳng xuống mé dưới luôn. Đấy, thì sau này mình cắt lưới từng ô một mắt lưới đấy, để làm giống một cái lưới thật của Pagani luôn mọi người ạ. Đấy, hôm nay là những cái chi tiết nào còn chưa mài là bọn mình phải mài gọn ghẽ lại hết. Đây đi, hôm qua thì có dán, hôm nay thì bằng hết rồi. Đấy, hôm nay sơn nếu mài hết cái cả cái khu nào mà không liên quan thì mài hết đi nhá, không liên quan đến chỗ làm trực tiếp đấy thì mài hết, form này mài hết đi. Mới lại mé trong này bỏ cái máy kia ra. Đấy, thì đây nhá, những cái đường này này, những đường này thì cũng phải bá lại này. Đấy, đường này như bọn mình cũng phải bá lại xong để cho nó đều hết. Ví dụ đây này, để hết một loạt nhá, thì bá hết vào xong bắt đầu lúc đấy mài thì nó được cái form chuẩn hơn, đẹp hơn. Đấy, và bây giờ tiếp tục công việc bọn mình sẽ phải tiến hành vào làm để cho nó đi đến đâu, xem là mình đến đoạn nào thì mình gần như đi cuốn quái đấy, đi cuốn chiếu ấy, đi đoạn nào là xong ở đấy luôn mọi người ạ. Chứ mình không quá kéo ra bên này và bên kia nữa. Đấy, công việc là đoạn nào làm là mình làm luôn. Đấy, sơn tiến hành và bá luôn nhá. Rồi. Đấy anh em, bây giờ bọn mình lại tiếp tục vào phần xử lý bề mặt nhé anh em nhé. Đấy, thì đây là cô em đang bá những cái chỗ này, nó có lỗ lỗ này, chỗ này nó bị lỗ lỗ này. Đấy, nó bị mẻ mẻ đấy. Giờ mình phải bá lên. Đấy, còn bây giờ bắt đầu mài form rồi anh em ạ. Mài hai bên cánh cửa rồi này. Bây giờ coi như là gần hoàn thiện rồi anh em, chỉ còn làm những phần bề mặt rồi, thì những còn chi tiết những cái chi tiết nhỏ nhỏ còn lại thôi. Đấy, ví dụ như phần canh gió, hốc gió này. Đấy, với lại phần cần gạt mưa này. Đó, với lại mấy cái phần đèn đó anh em ạ, là coi như là gần ok rồi. Với lại cái phần kính nắp đó này. Đấy, với lại đợi phần kính cửa, xong rồi về sau đó mình sẽ tiến hành xử lý phần compa kính cửa lên xuống nữa. Đấy, thì nó sẽ là ok thôi anh em ạ, cũng vậy là gần xong, gần như là hết rồi đấy.
Thì hôm nay ở đây có một nhân vật mới anh em ạ. Đấy. Hôm nay xuất hiện một nhân vật mới từ bên công ty khác đến anh em ạ. Mọi khi là không có đâu, mọi khi chỉ có mình với chú Lợi với lại Sơn làm thôi. Nhưng mà hôm nay có một nhân vật mới đến để làm nền. Đấy. Khi lúc nào làm nền là có nhân vật. Đây là kỹ thuật làm nền đẳng cấp mắt đó. Đấy, thế là hôm nay được chủ tịch hội đồng quản trị kéo về đây để xử lý nền. Đấy, ngoài khá là chuyên nghiệp đấy em ạ. Mày vậy cơ mà mình có mày vậy đâu. Mình chỉ đi dán được nhựa thôi. Mình dán mấy cái phần gánh gió, gánh gió này thôi anh ạ. Đấy, phần gánh gió này thì hôm qua mình có xử lý ấy. Hôm qua mình có mài cái phần này xuống này. Mài gờ xuống. Sau đó hôm qua mình có dán cái phần này rồi. Nhưng mà sáng mình đã gậy ra. Gậy ra để lát nữa mình sẽ làm cái phần lưới bên trong này. Đấy, cái phần lưới bên trong này. Ui, cái này bị vấp một phát vào. Đứt tay luôn. Ảo thế. Đấy, phần này mình sẽ xử lý. Sao hôm nay mình sẽ xử lý phần này với phần dưới hốc gió đấy anh em nhé. Rồi sau này thì đây, sau này nó như thế này rồi. Đây chắc là cái phần này chỉ gãy đã là ok này. Không biết nó rầy hay mỏng á. Rầy thì mình ăn mỏng thì mình sẽ đắp thêm. Đủ độ cứng rồi thì ok. Mình sẽ để đây và mình mài đẹp. Mài đẹp cái phần này đi. Mài đẹp cái phần này đi, sau đó là mình cắt gọt gọn gàng các thứ. Mình sẽ khoét lỗ nha anh em nhé. Cái phần khoét lỗ này còn lâu lắm. Đây ngoài này thì chú Lợi đang bắt đầu tiến hành tháo khuôn epoxy rồi anh em ạ. Đấy, tháo đèn. Tháo đèn rồi đấy. Đấy. Đèn này thì khá là ok anh em ạ. Xin cho ấy da. Đấy, đèn này thì khá là ok. Nhưng mà mới được có 4 quả. Và con này tháo ra xong rồi lại tiếp tục đổ 2 quả còn lại anh em nhé. Đấy, bây giờ thì bọn mình lại tiếp tục công việc tiến hành vào bả đấy, và xử lý nền, xử lý phần hốc gió anh em ạ. Rồi anh em ơi, đây mình tháo kia ra rồi, tháo ok rồi, nhưng mà mình sợ nó biến dạng mình phải chụp vào với nhau cái kia nhé. Còn bây giờ mình sẽ phải dùng hai cái khuôn này đây đi để mình đi đổ tiếp là thành 6 chiếc, bởi vì kia mới có 1, 2, 3, 4 cái kia. Bốn cái kia nhưng mà mình tháo được nó ra ok đẹp đẽ rồi, nhưng mà vẫn còn thiếu 2 chiếc nữa. Thì con này mình sẽ phải đổ 2 chiếc này luôn, nhưng mà vừa đi rửa ấy, nên con này nó ướt thì mình phải khò nó khô đi mọi người. Cái này nó kiểu gì? Kiểu nó ướt. Nước ăn nước. Cái silicone này phải công nhận là khi mình làm cái gì cũng tiện rồi. Thì có đổ khuôn cái gì cũng có thể làm được ra nữa, là không có tặng khuôn silicone này rất là nhàn luôn. Mình xem mấy cái video ở trên mạng người ta đổ khuôn silicone, người ta đổ tự phẩm ấy, và nó là những chi tiết cực nhỏ mà có keo silicone thì vẫn ok hết, đẹp được luôn. Đây là mình làm cũng khá dày đấy, khuôn silicone này là mình làm được cho mình khuôn mình dài cao cái này nó khá dày. Còn bình thường người ta chỉ làm mà các sắc mỏng mỏng ở bên ngoài có một lớp cứng á, khuôn cứng người ta đỡ. Nhưng mình làm này là hầu như là dày cái bộ khớp khuôn rồi. Vậy nó lượng silicone mình làm cũng đã nhiều mãi đâu. Đây là khô là mình sẽ mang đi, thì vẫn còn nước này. Khô là mình sẽ mang đi, mình đổ cái lọc đó trước mọi người.
Đấy anh em, phần này chú Lợi đang bắt đầu tiến hành pha silicon để kia đổ khuôn thứ hai rồi anh em nhé. Đấy, khá là xịn. Con này là những cái đèn này mình đã cẩn thận lo, cái này mình phải cho nó vài nó còn yếu ấy. Đây, đây là chú Lợi đang bóc siêu cái lọ silicon mới nha. Silicon này mới được bóc siêu lần đầu tiên. B. Lọ B. Đấy. Lọ A thì vừa đổ rồi. Mình vừa chưa có máy để quay cho mọi người xem nên là không quay được cái đoạn đấy. Đấy, đây là đổ không cần nhìn nhá. À, không cần ứng chừng. Chỉ cần nhìn theo mắt thôi. Đấy, rất là chất. 2A 1B mà. À 3A 1B mà. Nhưng mà đây là mình giã là 2A 1B nó nhanh đâu. Trời, vậy nó mới chất. Cái lọ B này thì người ta bảo là 3A 1B. Đấy. Nhưng mà cái lọ A này thì người ta lại bảo là lọ A là 3A 1B. Ừ, lọ B này B là 2A 1B. Cũng 3A 1B rồi. Hôm qua à, cái lọ kia nó khác thì vậy. Cái kéo lần trước là khác. Vậy là cái kéo khác là cứ theo chú Lợi cứ theo cái đấy thôi. Hơi bị chất luôn. Nhưng mà 3A 1B thì nó lâu khô lắm. Mình phải cho 2A 1B. Đúng không? Vậy thì nó nhanh khô hơn. Nhanh khô nó nhanh đông cứng nhưng vẫn có thể mềm mềm. Cái này nó vẫn kiểu mềm mềm ấy. Đấy, tuy là cái đấy cho vậy nhưng mà vẫn mềm anh em ạ. Hay là cái này nó phải tầm 72 giờ, 3 ngày, 4 ngày. Hay là cái silicone này hôm nọ chú cho cái bề đấy nó lại loại khác, nó không cứng mấy. Hay là vậy nhỉ? Cháu nghĩ là vậy đó, toàn đó. Hôm nay mình cho cái này là đúng chủ loại nhưng mình cho nhiều gọi là 2A 1B luôn. À. Chất nhờ. Nóng á? Cái cơ mà chỉ nóng tay á. Bỏng. Bỏng không? Bỏng mà đầu ngón tay này nóng sực luôn. Kinh nhỉ? Nóng dã man nhỉ, phản ứng khiếp khủng thật đấy. Phản ứng đấy. Đấy, ra cái màu đỏ lư luôn anh ạ. Đây thì một lần này bọn mình cũng pha lần như lần trước. Tuy là có hai cái ít thôi nhưng mà vẫn phải cho bằng 4 cái không nọ. Bọn mình ghi vào đây đi. Hai cái cũng phải bằng 4 cái thì nó mới cùng màu mọi người ạ. Đấy, thì nó phải pha vậy nó mới đúng tỷ lệ nó mới cùng màu rồi anh em ạ. Chứ sợ đến lúc mình mà pha kiểu cắt một nửa lại nhưng mà đến lúc là nó sợ không được đồng màu ấy. Cho ít đi cho 5 giọt được nhưng mà không bao giờ chuẩn được. Không chuẩn được. Đấy, thế là mình vẫn phải cho rư ra. Tuy là thừa thì cũng phải chịu thôi. Đấy. Trong này chú Lợi đang cái khuôn này vẫn còn như cũ không chú? Khuôn này mất đi đó. Cái này mình lấy cái khuôn này để mình ốp vào hai cái khuôn kia. Vỡ rồi. Sao? Vỡ 4 mảnh được mà. Thế ra nó vỡ 2 mảnh thì đẹp không? Thì 3 mảnh được. Toàn nghe. Nhưng mà để lâu, đứa xét này mình để ở đây lâu rồi nó cứng rắc luôn anh em ạ. Này. Cứng vai trưởng. Đấy, cái này lại bắt đầu tiến hành đổ tiếp nhá. Đây, trước khi đổ thì mình phải lấy cái đất sét này bên ngoài này. Cái lớp này để bọc bên ngoài nhá. Đấy, bọc bên ngoài cái lớp silicone này để cho nó đỡ bị kiểu biến dạng cái phần đi silicone này đấy. Chắc thì nó hình tròn đấy, chẳng gì được phải không chú? Thì đỡ phần nào đó. Nào rồi còn dưới ở ngang dưới cái đáy ok này. Đấy, bọn mình mất khá là nhiều thời gian vì cái này. Đấy, bởi vì là không có silicone. Vừa mới về một bao hôm qua thì đổ đằng nào cũng tháo ra thì không có đổ cái mới nữa. Thì đổ cái mới làm gì nữa? Đồ cái mới thì mình cũng phải đợi silicone đến hôm nay thì nó khó phải chiều hôm nay mới được đấy. Ngoài kia mình hôm qua mình mới lấy một bịch silicone to đùng luôn anh em ạ. Mấy củ ấy. Đây này anh em ạ, một bịch này, một bịch silicone đây này. Đây, một cái thùng này silicone. Vãi trưởng thật. Nhiều vãi. Đấy, cái bịch này là 3 triệu mấy thì phải. Không biết có đắt hay rẻ ạ.
nhưng mà nó nhiều nhiều loại silicone anh em ạ. Đây là mình lấy loại này là loại đắt tiền thì phải, mình không biết đó. Mình không mua nên là không biết, mình nghe lang máng này thôi. Nhiều tiền mà mua loại loại xịn đi. Oách nhê, oai nhê. hơi hơi bị oai. Nhiều tiền nhưng mà mua loại silicone xịn, nhưng mà dùng là vài hôm là đã hết rồi. Yeah, thì mình nhiều tiền bao nhiêu mà mình vẫn đi được. Cho đấy. Nó phép thôi chứ còn thật ra là mình dùng cái này nó cũng kiểu từ cá mới dùng á. Đấy, những cái phần đúc khuôn đèn nước cái thứ là mình mới dùng rồi đâu. Cái kia mình mua nhiều về là mình chuẩn bị có một số việc nữa. Đó. Nói chung là khác. Mình sẽ đổ lần sớm đổ con xe đúng rồi. Lần mình đổ thật ấy, mình đổ siêu xe này anh em ạ. Đấy khuôn siêu xe bằng silicone ấy. Đấy là xít. Đấy là không, vẫn phải khuôn composite chứ. Vẫn phải cái khuôn cứng á thì mới chịu. Khuôn mỏng đó. Đấy anh em ạ, mình sẽ đổ cái khuôn silicone với một con siêu xe này, sau mình đúc khuôn đúc nhiều để mình xuất khẩu anh em ấy. Nó riêng của nó khuôn silicone này nhãn nát. Để mình xuất khẩu mà. Mình nói xuất khẩu đi đâu ấy chú? Cháu mới nghe xuất khẩu chưa biết là xuất khẩu đi đâu. Thì Dubai đi. Dubai á? Thì mình thấy Dubai toàn xe, toàn xe xuất khẩu hàng ấy chứ. À thì à, sang Dubai cháu tưởng là đi đâu. Còn xe hàng thì mình chưa biết, nhưng mà xe là rất là nhiều. Rất nhiều nhưng mà không biết là nhiều đa số là tất cả là siêu xe thật hay là riu hay là Pake giống mình. Đúng rồi, đúng rồi. Không phải Pake mà là Hamed. Không phải Hamed mà là vẫn đi được. Dân người ta đi xe xe bên ấy kinh khủng luôn, toàn xe xe là dân thường đi xe mà. Trả cấp nhờ. Ôi chú ơi này, cái này nó không cứng luôn này. Nó dẻo mà, cái này nó lâu khô á. Chắc là phải mất thằng tuần lễ. Cái này chắc là toàn rồi, hay là chú pha cái kia toàn rồi. Trời ơi. Nhưng mà hỏng thì cái kia nó không phải hỏng chứ. Cái màu trắng không phải không, tỷ lệ như nhau mà. Đây là mình pha cái này á, còn cái gì nhỉ? Cái kia người ta bổ bao bên nhưng mình pha chỉ còn hơn thôi. Ừ. Đó. Hơn A thôi. Đấy em ạ, cái này phần này thì bổ vào phát nó hết bỏ luôn anh em ạ. À, khá rồi. Là xịn. Xịn vãi trưởng. Thôi ấm ấm được rồi. Thôi mình đi đổ mọi người ạ. Hẹn mọi người lúc khác nhé. Đấy, khá là xịn luôn, mới bỏ vào đã hết bọt rồi. Chắc là cái này ít bọt, cho cái màu vào ít bọt thì phải. Màu này kiểu bọt cũng không thấy. Ồ, đấy cái này chúng tôi sẽ tiến hành đổ vào cái phần kia nhé anh em, đổ lấy đáy ấy. Đó. Phần này thì mình vừa mới xử lý, mình vừa vít vào đây. Vít cái phần này vào để cái này mình sẽ cắt cái tấm bìa này, ốp vào đây để mình làm cái phần miếng bên dưới này. Cái miếng che đây này anh em ạ, nhưng mà sau đó mình sẽ quét ra nhé. Sau đó mình phải quét ra. Đấy. Quét ra để mình làm cái lưới mọi người nhé. Như mọi người, như hôm nọ mình nói mọi người đấy, là cái phần này là mình bây giờ sẽ làm lưới bằng composite đấy, chứ không làm bằng lưới bằng sắt. Thì cho nên là cái này mình phải làm cái đấy rính nhựa vào, hóa nhựa. Không thích. Phải làm vậy nó mới hay, làm sắt thì nó truyền thống quá. Đấy, hai bên luôn anh em ạ, mình vừa vít cả vào rồi. Cái này mình chuẩn bị sẽ tiến hành đắp giấy vào đây. Đó. Đấy, mọi người thấy chuyên nghiệp không mọi người? Mài nó phải như thế này. Mài những cái góc này rất là khó luôn anh em ạ. Đấy, nó kiểu cái kẽ đấy. Khá là đẹp rồi anh em. Cái này là chỉ đợi làm hoàn thành mấy những cái phần còn lại rất là ok. Mình nghĩ là làm xong cái phần lấy tàn nhiệt này rồi thì mình sẽ tiến hành đến cái phần làm có ba kính cửa. Đấy, có ba kính cửa đó. Ừ, cái đấy thì làm bên ngoài, làm nhựa xong rồi dính vào đó. Cái đấy là cái miếng logo Pagani. Chứ không phải CNC đâu.
Làm nhựa mới chất nhé. Mình đổ silicon nhé. Chú nhảy. Đấy, chỗ này cái góc này rất là khó mài luôn. Bởi vì nó kiểu các góc vuông ấy, nhưng mà nó lại bị vướng á. Chú làm gì chú? À quên, cái này mình đang thì làm cái này để bọc bọc cái dây ráp rồi đấy. À, bọc cái ráp vào để mài hả? Để mài, cái này nó chúc được vào bên trong á. Kiểu như kiểu cây gậy thần thánh, cây gậy như ý à. Lại rồi đi. Nhưng mà phải bọc dây ráp vào mới được. À. Mình luồn tay mài để mà mài bằng tay không còn, ấn tay không ăn thua. Đúng không? Nó có cái này, nó có lực hơn đấy nhỉ. Chắc luôn. Xong mình đi mà mài cái đèn sau mọi người. Đấy, mài cái đèn hốc đèn sau anh em, à, cái lỗ đèn sau ấy. Ở trong cái lỗ ấy. Sau rồi mình mài đẹp đi, mình chỉ đợi cái phần bả cái phần mạ kia về nữa, với lại là hai cái đèn mình mới đổ ấy, nó khô nữa là ok anh em ạ. Đúng rồi. Silicon nó khô nó thì epoxy thì cái phần đèn sau nó mới hoàn thiện được. Đấy, xong rồi xong cái phần đèn đấy tiến hành làm phần con ba thôi nhỉ. Sau phần đấy nếu mà có kính là mình làm con bát, nhưng mà kính cửa còn chưa về á. Chưa về cơ, rất là lằng nhằng nhé. Gửi kính chắn gió về cho mình trước nhưng mà kính cửa chưa mang về cho mình. Kính cửa này không biết là kính cửa về nó màu gì cơ, có cùng với cái màu. Nó lại một cái màu trắng với một cái màu xanh như thế này thì buồn cười nha. Đấy, đấy là đau đầu cơ. Đấy, vậy mới nhảy nhụa cơ. Cầu mong là nó sẽ cùng một màu đấy, một màu thì mình sẽ xử lý nó ok hơn. Đâu rồi, đâu có thấy đâu. À, bốn bộ đấy. Nên nếu mang sang ít. Nếu mà lần này á kính về mà nó chuyển màu mà sang tự nhiên nó sang màu đen khoái mới là khó cơ. Chật. Ở trong xe thường thì mình thấy là có kính màu xanh thật. Có kính màu xanh mà. Kính màu xanh mọi người ra xem. Đây. Đâu? Đó, đúng rồi. Kính này là kính của con. Đây là con kính gì? Của con Ranger. Phải không? Của con đang làm con Bugatti nữa là con gì nhỉ? Cái gì? Daewoo hả? Daewoo. À đây kính còn gì nữa đây hả chú? Kính gì đấy? À. Kính chuẩn luôn đây. Viền này là viền của nhà máy luôn mà cũng đây là màu xanh luôn. Ngày xưa mua cái kính Ranger nó cũng màu xanh rồi mà. Ừ. Con ngày xưa làm con Ferrari 488 này. Kính này là mua về cũng màu xanh xanh vậy. Ừ, hay Ferrari 488 hay là con gì? Ừ đúng rồi, con đấy cũng vậy. Còn con Bugatti thì màu trắng. Còn con này thì cũng màu trắng. Ferrari cũng màu trắng luôn. Thì màu trắng này. Màu trắng hay gì? Màu trắng thì nói chung là màu trắng nó hợp với tất cả các loại màu. Dễ chứ. Dễ phối với màu xe. Nhưng mà xe. Màu xanh thì chỗ nguy hiểm nhỉ. Nhưng mà màu xanh thì làm sao sau này mình phải phù hợp với cái màu này lên chứ không tự nhiên toàn bộ ở đấy không là một cái kính màu xanh là trông nó bị ối rẻ luôn. Ví dụ như mà xe màu trắng ấy nhỉ. Đấy. Xong rồi cái kính màu xanh xanh ấy trông buồn cười nhỉ. Nó bị phản. Nó kiểu nó chìm hẳn con xe xuống đấy. Đấy, rất là nguy hiểm. Cho nên là nhưng mà may là con kia chắc mình không sơn màu trắng đâu. Ok chắc không. Ok. Ví dụ nó có thì một là màu xanh nó đồng bộ chẳng hạn thế. À. Hoặc là màu vàng này thì nếu màu vàng thì màu xanh mà cũng bị nổi mất. Màu xanh là rất khó phối màu với lại với lại màu xe. Cái này về kính cửa một màu, kính chân gió một màu. Đấy, chất vãi. Chất lượng. Đây kính này, đấy. Kính cửa sổ này cũng là màu trắng này. Thì nó đồng bộ nhỉ? Trắng thì nó dễ. Nói chung là màu trắng là dễ nhất. Đúng không? Còn nếu mà làm được màu đen khoái thì nhìn là quá đẹp luôn. À, đẹp. Đen khoái đẹp. Ừ. Nhưng mà màu đen khoái thì chắc là nhà máy không làm. Bởi vì không phải hạn chuyên. Với lại là con xe kia thì cái này mình còn cái gì đó chứ nhỉ? Còn mỗi cái phần đèn này mới lại compa. Đèn, compa, ấu xả kỳ công đấy. Ấu xả thì kỳ công rồi. Hốc gió à? Hốc gió à? Đấy kỳ công ấu xả. Ấu xả ngày mình ai là mình sẽ phải nghiên cứu là vào cái kế hoạch ấu xả luôn. Ừ. Đang dùng đây. Cần gạt mưa đó. Cần gạt mưa đó.
sẽ không biết là có nên dùng ống lớp được không hay là nó bị mỏng quá, hay nó bị bé quá đấy. Sợ nó bé mỏng gì cái loại này, sợ nó bé thôi chứ còn mỏng thì chắc không mỏng nữa mà. À, mình kiểu này mình chia ra hai cái ống xả, mình chia làm bốn ống này thì ống này bé. Cái đuôi à chú? Hay là sao? Đường dẫn này. Đường dẫn á? Đường dẫn này chắc không bé đâu. Máy nó nổ mà. Chắc nó cũng chỉ vậy thôi. Nổ chứ, mấy em nữa thuê thợ vậy chứ. Hoặc là nhớ đâu anh em xem về, có người ta về đồng hộ. Đúng rồi, ai các bạn xem ở trên vlog này, anh em nào bác biết nào thì có chuyên về xe này thì có hỗ trợ được mình thì về hỗ trợ mình với. Có cái máy đâu, có được cái máy ngon là bọn mình làm ok luôn. Bởi vì là hiện tại là máy của bọn mình đang bị một số vấn đề đấy, như là nhiều lần bọn anh nói rồi. Nói chung là nó ngon, nó vẫn nổ. Nổ thì vẫn nổ nhưng mà nó không chịu tải đâu. Có tải là kém hẳn luôn. Đó. Thế là nó đang bị trục trặc ở vấn đề đấy. Trục trặc vậy. Cái này mình chắc là đi mài cái phần đèn kia nhá mọi người nhá. Đây, chú Lợi sẽ mài cái phần đèn kia anh em ạ. Ấy thì có anh có bác nào thì biết chuyên về cái máy này thì có hỗ trợ được bọn mình thì cố gắng hỗ trợ mình với. Bởi vì là con máy này bọn mình rất là muốn nó nổ lên đấy, nhưng mà hiện tại là bọn mình cũng gọi vài lần nhờ mấy bác thợ gần gần đây rồi, nhưng mà mấy bác thợ ở đây nhiều bác thì không chuyên về máy này đấy. Nhiều bác thì lại kiểu là làm cho công ty ấy, cho nên là không làm được, rất là khó khăn về cái phần khoản máy này nhé anh em nhé. Đây nha, phần này thì xe Nguyên đang bả nhá. Đấy, đang bả cái phần chỉ lại này. Đây ở đây có rán cái phần keo dính giấy này, bằng dính giấy này. Đấy, bằng dính giấy này anh em ạ. Đấy. Rán cái bằng dính giấy này vào để mình lấy cái đường chỉ nó nét hơn anh em, dễ hơn đấy. Thì bây giờ Nguyên đang bả lại cái phần này để lấy cái đường chỉ này đây. Đó, đường chỉ rọc rồi rán đằng kia luôn. Thì trước kia thì được rồi, nó có một tròn ở giữa kia là nó hơi bị lõm một tí thôi. Đấy, phần cửa này thì gần như là ok rồi anh em ạ. Đấy. Đây chỗ này đang bị lõm ạ. Đấy, bả vậy nhé. Đấy, có cái phần này thì mình bả vào ấy, những lúc mình bả thừa lên thì mình sẽ vất rất cái băng dính này ra, nó bay ra ngoài rồi. Nó dễ hơn, tự thoảng. Khá là xịn đấy anh em ạ. Đấy, không biết học là thầy nào. Thầy Lợi biết mấy thầy nước ngoài dạy đấy mọi người ơi. Đấy thì đang bả phần này lại nhé. Đây, buổi sáng thì cũng bả cái hôm nọ bả cái phần này rồi, sáng thì Nguyên nó cũng bả cái phần này rồi. Đấy, máy phần cửa này. Đấy, bài
rồi xong rồi bị thiếu thì những chỗ này thiếu rồi, đấy, những chỗ này thiếu, thế là đã bà lại rồi nhá anh em nhé. Những gì mà nước ngoài người ta chuyển giao công nghệ dạy cho mấy công nghệ như này, đó ở nước ngoài còn những tư lợi dạy là phải bỏ bả nhiều vào để cho nhanh cứng. Đúng rồi, thì bỏ bá nhiều vào anh cứng xong rồi bá dày lên đến đúng lúc rồi, mình mài form thì nó dễ hơn nữa đấy. Đã tay mít lợi. Đây còn bên này thì nguyên em này vẫn đang mài, nó đang mài cửa này. Đây chỗ này vừa nguyên nó cũng đã dán hết phần này vào rồi anh em ạ. Đấy, phần chỉ này dán hết chỗ này vào để chắc là cũng chuẩn bị lại tiến hành kẻ chỉ chỗ này này, chỗ này phải kẻ, chỗ này chắc chỗ này không dán là không phải kẻ. Chỗ dưới này lại phải báo bên này. Đó, như thế nha anh em nhé. Chỗ này nét rồi. Mấy chỗ này chịu. Khá là xịn sò á. Thì cái phần này này, rồi cái phần này thì mình đã rán lại rồi nha anh em nhé. Ui, gần khô quá, gần khô. Vừa rán xong. Nó đã gần khô rồi, bên này may là nó không bị như lần mấy hôm trước là không khô nữa. Mà bên này là nó khô rồi, nhưng mà nó khô chậm hơn một xíu thôi. Đấy, từ đây đến chiều là ok đấy. Đây mình có bắt hai con vít này vào đây đấy, bắt hai con vít này vào đây để cố định hai phần này vào. Sau này là bọn mình sẽ bỏ ra ngoài. Thế chắc là cái phần này nó vẫn còn mỏng không? Mình rán thì chắc là nó vẫn còn mỏng. Nhưng mà bọn mình đợi nó khô đấy, đợi nó khô cho mình sẽ bóc cái phần này ra, bỏ hết ra ngoài. Bỏ ra ngoài mình sẽ rán vào bên trong kia nhé. Rán vào trong nó rầy rầy lên một xíu nữa. Chắc tầm khoảng 3-4 ly gì đấy. Đều 3-4 ly để mình sau đó mình sẽ khoét cái lỗ nhé, khoét cái lưới đấy. Bây giờ mình phải học theo công nghệ. Ôi rồi ôi, không làm bằng lưới sắt nữa. Lưới sắt thì nó cái lưới nó không đẹp bằng cái lưới của mình ấy, không giống mấy cái con xe này đấy. Nên là mình phải làm bằng composite luôn. Mà có cái lưới nhựa, có cái lưới nhựa quay gà đấy, ở ngoài kia người ta bán ấy, thì giống vậy, nhưng mà không biết là lỗ to hay lỗ tí thôi. Có lỗ bằng của mình không thì không biết, nhưng mà với lại là cái phần nhựa thì mình không thích sử dụng, bởi vì là sử dụng cái phần nhựa một thời gian nó sẽ bị hỏng. Đúng rồi. Cho nên mình sẽ dùng composite đấy, thế mới chất. Đấy, đang kẻ chỉ anh em nhé, sắp đẹp rồi đấy. Đấy, bên này thì mình cũng đã dán được lại như vậy rồi, gần khô rồi. Cái này mình sẽ tiến hành đây, dán cái phần này lại, dán cái phần này cho dày lên để mình chỉ đến lúc mình chỉ vừa cắt ra, bởi vì cái phần này là cái phần mặt phẳng mà. Cái này mình sẽ dán dày lên. Ngoài này chú đội đang tiến hành bả lại cái phần đèn kia đấy, rồi mài cái phần đèn đấy, phần đèn đuôi này. Đây cái phần hông tổ này anh em nhé. Đấy, mình làm cái tấm thẳng vừa rồi mình chỉ mọi người đấy, đấy là cái tấm này là để cái phần này, phần đuôi này này. À, phần hông giọt dưới này chứ không phải đuôi nhỉ. Còn cái phần này là bọn mình sẽ làm bằng sắt nhá. Đấy, cái lỗ này của anh sẽ làm bằng sắt. Đấy, bên này thì phải bá bên này, mặt bên trên. Đấy anh em ạ, đây là cái đèn mình đã bả lớp 2 nhé. Nhưng mà cái lớp 2 nó chưa khô kỹ thì mình bắt đầu tiến trình công việc khác. Đây bảo đây anh em đang làm rộn ràng đây. Nhưng mà đây, mình có một cái thắc mắc. Đâu rồi nhỉ? Thắc mắc ở đây đây đây. Cứ nãy là mình sáng là mình pha rất là nhiều đông cứng luôn. Gọi là tỷ lệ như gần như 1-1 thôi. Gần như là gọi là 2-1, người ta bổ 3 cái gì 3-2 đấy, 3A1B đấy, mà đổ từ sáng đấy, cái này mà nghĩa là pha từ sáng này nè, vẫn tèo tèo vậy, không biết là cái nó tình hình nó như thế nào luôn này, nó vẫn tèo luôn mọi người ơi. Mình đang dự kiến nếu mà cái tình hình mà nó lâu khô này, khả năng mình phải đổ cái khuôn khác, mọi người lấy ra rồi đổ khuôn khác để xem mà hai cái nó có nhanh hơn không.
chứ không thì tình hình mà cứ như vậy thì là không được. Còn ở đây là mấy anh em làm đây, Nguyên đang kẻ đường gì nè không biết. Đây đây mọi người, là như Nguyên sang đang kẻ cái đường dây đây gọi là băng keo này, đây này. Đấy, băng keo là lấy cái nền cái đường thẳng nhé. Cái này, những cái này thì tốt nhất là cứ làm kín đi đó, cứ làm đầy đi á, xong sau này đoạn hở đấy, đây đi, những khe hở này thì lúc đấy mình mới tính là nó rộng khoảng bao nhiêu á, 5 ly hay là 3 ly hay là bao nhiêu ly, là lúc đấy mình mới làm đều. Còn cơ này mình cứ bả, gọi là bả sát như vậy nè, chứ đừng dính mà nó đục ra lại hỏng mà. Kia đây anh em à, kia thì cái hộp gió á, đấy hộp gió này cơ này anh đùng la dán xong nhé, và bây giờ chỉ còn là đang thì vấn đề là đục ra, mà biết nó có khô mà đục, chưa chắc nó khô đúng không, nó chưa khô mà đục ra là bị hỏng hết đấy. Đấy hộp gió đây anh em. Nguyên mua cái này về hôm nay sử dụng cái này. Đang sử dụng đây. Đâu ai lấy ra sử dụng đâu. Thử em có ok không? Thử chứ, đang thử có ok không? Dạ mà nó có cái gì không? Nó có cái dài đấy. Không. Cháu đi hỏi người ta chỉ có một cái miếng nửa cái này thôi, là mình phải hai miếng phải chấp lại như này. À. Nhưng mà nó không phải là mảnh tròn mà nó mảnh vuông phải không? Mảnh vuông. Tại sao mình không đặt mảnh vuông? Người ta bắt mua cả hộp đâu. Mua cả hộp bao tiền? 400 mấy một hộp. To không? Có được nhiều mảnh không? Tao không nhớ nữa, chứ còn 200-300 mảnh gì đấy. À, vậy thì mua tốt đi. Mua về mua cái đấy còn hơn. 400 mấy, 200-300 mảnh thì không khác, chỉ mình mua con dây ráp kêu mấy trăm nghìn rồi đó. Phải không? Thì đấy, ví dụ mình mua cái đấy về mình ghép vào được nhiều chỗ. Đây bên đây cũng thế nhá, đấy. Bên đây cũng đã như chỗ này phải đắp lên nguyên ạ. Chỗ này phải đắp lên này, đây nó còn gờ đấy. Đây nó còn gờ này. Đây nó còn gờ. Tất cả bên trên này bị thấp hơn bên dưới. Bởi vì khi mình đã nâng lên một chút là bên trên đâu bằng đây. Cả chỗ này đâu. Cái này hạ xuống một chút được, vẫn được mà. Cái này hạ xuống một chút vẫn được mà. Cái này hạ xuống là hạ xuống vừa vẫn được, để cho nó bằng cánh cửa đấy. Đây này, hai bên form cánh cửa bằng nhau này, đúng không? Cánh cửa cái này bằng nhau, cái kia nó bằng nhau nha. Đấy bằng nhau thì đây bằng nhau. Đấy, đây bằng nhau và đây bằng nhau. Tất cả nó chỗ đều bằng nhau hết thì là lúc đấy nó vào form, và form thì lúc đấy mình phải làm nó mới ok và dễ dàng cho mình đi sửa chữa mọi người ạ. Để mà sửa chữa là lúc đấy mình làm nó mới ok được. Đấy. Thì tất cả những cái này là hôm nay là đi vào là làm phần là nguyên xá bắt đầu làm hết cái phần này. Đây chỗ này hãn thấp này Nguyên này, bả lên tí. Đây ví dụ bên trên này vẫn còn non này, bên dưới nó bị ra này, mà ví dụ bên trên là cô matit nhưng bên dưới nó đến cốt rồi đấy, thì nhưng mà nghĩa là mình phải bả đầy lên tí. Ở bên đây cũng ok rồi. Còn phần cái hốc này là mài xịn xò rồi. Cái này phải mài cẩn thận lại cho đẹp, thật đẹp càng tốt. Đấy. Nhớ trong nhà không thấy vậy chắc lên nhà rồi. Đây anh em nhìn cái góc này cái xe là khá là đẹp luôn. Đấy, và chủ yếu cái đường chỉ ấy nhá. Đường chỉ nó mới chạy một dọc và đến đường kia luôn. Cái đường chỉ ở cái đấy nó kiểu nó hơi bị đế. Thì lý do là từ ban đầu nó chắc là ôm ở trong ấy, nó bị đang lên lại mà nó ôm hẳn ở trong ấy. À nó bị đổ vào trong à, chứ nó không được kiểu nó theo đường thẳng hả? Đúng rồi, bên này là cháu bà lại theo đường thẳng này. Ừ, nếu mà không thì mình làm cẩn thận lại được phết đấy chú ạ. Đi phết đấy, đi mới lại là mình làm cái bề dài này đi, nó cong. Nó cong thì nó không bị chỗ lõm chỗ lồi ấy. Ok. Để sờ thử này. Ồ ok đấy mọi người ạ. Đáng tiền. Đáng tiền đấy, nhưng mà kiểu vẫn sóng lưng đây này. Sóng lưng à.
sóng lưng ấy. Đấy. Kiểu là nó vẫn nhiều cái lún khoai ấy. Sóng lưng hay lún khoai? Đúng, đúng, chắc ở đây biết sóng lưng chứ còn lún khoai cũng biết luôn. Chắc Nguyên chỉ biết lún khoai thôi mà. Sóng lưng là mình nằm trên đệm cao su, mình cứ dãy đấy. Xong mà nhảy lên nhảy xuống ấy, xong mà đấy qua sóng lưng. Vậy đệm sẽ có su dày cơ, đệm mỏng thì chẳng ăn. Thì nó êm, nó cứ kiểu nó cứ dầm dình đấy. Chưa? Mày cẩn thận chứ nó. Cứ thì nghe cái chuyện sóng lừng. Đấy, ok chưa? Mày dọc nó đi để chống sóng lừng đã. Đây chú. Mày đọc cái đoàn ấy đi. Đun ngang, đun dọc mày nè. Đun dọc cái đấy ra. Nó chiều dài đó này. Đấy. Đấy. Chứ phải cho nó thẳng cái đấy ra chứ. Tức là mài cái này thì theo như kinh nghiệm của mình chỉ thấy gọi là phải cả mài đường dọc và cả mài đường ngang thì nó mới được. Chứ còn ngay đường ngang không thì sau này chắc chắn là sẽ bị. Đấy, làm đường dài trước xong rồi sau là làm đường ngang sau. Xịt xò luôn đi. Đây anh em ạ, cái phần này là mình đang dán phần này chỗ dày lên này, cái tấm này nó dày lên. Đấy, dán cái tấm này dày lên để mình làm cái phần hốc kia anh em ạ. Đấy, cái hốc kia. Đấy, cái hốc đó nhá. Đấy. Mình cái hốc gió đấy thì của mình là mình sẽ làm một mặt thẳng luôn. Đấy, mặt thẳng luôn cho nên là mình không cần phải ướm giấy trước gì cả. Mình không phải ướm vào đấy, mình cắt sẵn ra rồi. Mình cắt sẵn cái tấm ấy bằng bìa giấy ra rồi nhưng mà không cần phải làm trên mặt bìa giấy đấy, bởi vì là nó là một mặt phẳng cho nên là mình sẽ chỉ cần dán giấy tấm này lên thôi. Đấy, dán giấy tấm này lên xong rồi sau đó là mình sẽ cắt ra, cắt theo cái hình đấy xong rồi mình sẽ cắt cái phần lỗ ra nữa là ok anh em nhé. Không cần phải cầu kỳ, không cần phải để dán trong đấy rất là khó. Đấy, mình sẽ cho vài lớp này lên. Đấy, cho vài lớp này lên là ok ngay. Đấy, cái tấm này cơ trưa là mình định dán rồi nhưng mà lúc đấy là bắt đầu về đến lại đến giờ về ăn cơm. Thế mình nhìn đến giờ thì thấy muộn rồi, thế là về ăn cơm xong rồi đến con này mới ra dán được anh em ạ. Đấy, bắt đầu dán được. Ui dính cái gì em. Đấy, ăn cơm xong rồi con này mình sẽ dán nhé. Dán cái này rời lên, rời mình phải dán rời tầm khoảng ít nhất phải tầm 3 ly trở lên anh em ạ, đến 4 ly 5 ly thì nó sẽ được cái phần lưới đấy, nhìn nó sẽ có độ rầy hơn. Đấy, nó độ rầy nó sẽ nhìn cứng cáp hơn đấy. Đấy. Để mà đặc quá. Đó gì vậy? Từng cái đèn trước ấy để mình xong rồi mình sơn xong mình mài mịn đi, bắt đầu mình mới sơn màu đen được. Sơn lớp này là lớp lót cuối cùng. À vậy hả? Vậy là cái này chú Lợi sẽ tiến hành vào sơn cái phần đèn hôm qua mài đấy nha anh em nhá. Đấy, phần đèn trước hôm qua mài đấy để cho nó sơn được cái lớp này đi. Sau đó mình sẽ mài nước, mài nhám. Đấy. Nhớ không? Lấy cái hộp nhựa ấy xong rồi bê cái đèn ở đuôi xe ấy mang lên. Cái hộp giấy kìa, để xong bề sơn để lên đây. Đó em ạ. Cái đèn xe.
Đó, mình sơn cái đấy vào để mình mài nhám đi, sau đó mình mới sơn được phần lớp sơn đen nha anh em nhé. Cái này mình phải mài sơn lớp này, mình mài thật nhẵn, nó như kiểu lớp sơn lót của xe ô tô ấy. Đấy, mài nhẵn như vậy luôn anh em ạ. Xong mình sơn đen mới phủ bóng mà may ra mới ok được. Nhưng mà để mà nói là cái đấy mà mình phủ carbon được là chuẩn nhất đấy. Yeah. Tốn tiền lắm. Để sơn đi. Đó anh em ạ, đây xem. Cái này cho sơn cái này anh em ạ. Đấy, mình còn hết những cái mặt này đẹp này. Cái họng bên trong thì mình gửi đi mã Chrome hết rồi. Đúng rồi, cái phần bên trong này bọn mình đã gửi đi mã Chrome rồi anh em nhé. Đấy, mã Chrome mà thì nó sẽ đẹp hơn, chắc chắn là nó sẽ perfect hơn rồi. Giờ chú Lợi đang ngoáy cái kia kìa. Đấy, ngoáy sơn để mình sơn. Mà có vẻ hơi loãng hết hả? Chắc vậy rồi nhá, chú pha loãng rồi. Pha loãng này đến lúc xịt là nó cứ chảy hết sơn lên này. Nó bong mất. Đúng không? Đến lúc là nó cứ xịt vào đây, chơi cái nó lại nhẵn lắm rồi. Xịt là nó cứ chảy xì. Vừa. Được không? Đấy, bây giờ cái này sẽ sơn nhá anh em nhé. Hòa kỹ lên xong rồi mình sẽ sơn cắm máy hơi vào đó. Máy hơi gắn còn căng, hắn còn căng hơn, thế là chưa nổ được. Chưa lấy dây vào lấy dây hơi nhá anh em nhé. Đấy anh em ạ, chưa lấy vào lấy dây hơi ra rồi. Cái này bắt đầu bị đổ vào, cái này nó bị đổ hơi không được. Rồi á? Rồi thì cái này có đây nào không rồi đâu mà. Đây náo thì rồi. Đó. Đấy nha anh em nhé. Đây, chỗ này là chú Lợi vừa mới xịt qua cái lớp bụi đi anh em ạ. Để xịt qua lớp bụi đi để cho nó đỡ bụi thì nó mới bắt sơn vào nó mới đỡ bị gồ ghề. Đấy, ở đường này khá lắm lá, chúng ta phải quét hết cái lá đi nhé. Đúng quá. Lá tre chỗ mình này, đó, mấy cái tre nó rụng xuống đầy lá luôn. Quét súng. Thứ bắn vào lên súng, chậm thế. Đây có mỗi 4 cái đèn này thôi mà rất là cầu kỳ anh em ạ. Làm từ hôm nọ hôm nay về tháng rồi rồi. Đấy, phát này là ok rồi anh em ạ. Sơn cái lớp sơn lót cuối cùng này là ok rồi đấy. Nó rất khó, nó kiểu như vẫn kiểu bụi sơn ấy. Đấy, sơn vào như thế này nhé anh em nhé. Với khô đi là mình mài lớp giấy nhám nữa là ok.
cái này nó có những góc góc kìa, góc góc kia nó kiểu cái kẽ ấy rất là khó sơn, sơn phải xịt cẩn thận nhưng mà cái này bị chảy ấy. Ê, nó kiểu bụi bụi này, đúng không? Đấy, đây thì anh em ạ. Đấy. Đấy, kiểu là cái như góc ấy, nó xịt vào cái lỗ là nó sẽ bị bụi kiểu vậy. Đây là mình sẽ phải sơn để đẩy lên một xíu rồi mình mài nữa. Đấy, em nhìn đi không? Sơn vào vài phát này nó đẹp lụt rồi vậy mà. Cái bề mặt này, mặt đằng trước này, bóng chưa? Ui, nhìn đẹp nha. Nhìn sướng nha. Bóng lụi chứ. Nhìn thích vãi. Cái này xong rồi cho màu đen lên nữa là đẹp lụt luôn. Đẹp luôn. Yeah. Vâng. Đấy, đây là được một chiếc đầu tiên nhé. Còn 3 chiếc nữa. Đấy anh em ạ, trên đây là toàn bộ vlog ngày hôm nay của mình nhé. Đấy, hiện tại chú Lợi đang sơn cái phần đèn cuối cùng. Chiếc đèn cuối cùng anh em ạ. Đấy, đây là chiếc đèn cuối cùng nhé. Còn ba chiếc kia chú Lợi đã sơn xong rồi. Ok anh em ạ, xong rồi nhá. Đấy. Và mình chỉ còn mài nhẵn đi xong mình phun đen nữa thôi anh em ạ. Perfect luôn anh em ạ, xịn luôn đấy. Rồi, giờ thì mình cũng xin được tạm dừng vlog ở tại đây nha anh em nhá. Hẹn anh em ở vlog ngày mai, bye bye anh em. Cảm ơn anh em đã xem video của mình nhá. Chúc anh em buổi tối an lành nhá, vui vẻ bên gia đình nhá. Bye bye.